Radio Xuân Xanh. Ngày 12 tháng 7 năm 2020, phát thanh viên Trần Châu. Trải qua trăng lặn ác tà, hôm nay lại đến ngày ta gặp người. Chương trình Radio Xuân Xanh lại lên sóng đúng hẹn rồi. Như thường lệ, Radio Xuân Xanh có mặt trên fanpage Tủ Sách Nói và Nghe, chia sẻ với một số nhóm bạn thân thiết trên Facebook và Zalo, đồng thời hiện diện trên website http://tusachnoivangnghe.com. Như đã thông báo, chủ đề của chương trình hôm nay là văn hóa đọc, đúng hơn là văn hóa đọc trong thời hiện đại. Các mục thường xuyên gồm có: thứ nhất, bạn văn, bài cảm nhận về văn hóa đọc ngăn ngắn, nói về cách nhìn chung với cách người ta đọc ngày nay. Kế tiếp là bài thú đọc sách của anh Trần Hữu Hiệp. Tiếp theo là một bài cảm nhận về một quyển sách mà bản thân Trân Châu yêu thích, là quyển Bản Du ca cuối cùng của nhà văn Đức Erich Maria Remarque. Cuối cùng là một truyện trích trong bộ truyện Tàu, Liêu trai chí dị, nhan đề là Mê sách. Một chuyện đời chuyện nghề hôm nay là phần trao đổi giữa Trân Châu và người bạn thân chí cốt là bạn Nguyễn Thị Bảo Ngọc về chủ đề bán sách Hoa ngữ trên mạng. Chúng ta bắt đầu đi sâu vào văn hóa đọc thời hiện đại nhé. Bạn văn. Mở đầu là một bài cảm nhận Trân Châu viết cũng đã lâu, khi thấy trên các phương tiện đại chúng hô hào mọi người đừng bỏ việc đọc sách báo, bởi ngày nay giới trẻ yêu thích nghe nhìn hơn, vừa cụ thể vừa nhanh gọn, và kiến thức của họ chủ yếu đến từ TV và các trang mạng. Nhưng hiểu cho đúng thì ngày nay người ta đọc có gì khác trước? Mời các bạn nghe bài Nghĩ về văn hóa đọc. Nói đến văn hóa đọc, ta thường hay nghĩ đến việc cầm cuốn sách vào đọc. Đọc một cuốn sách in cũng có cái hay riêng của nó. Ngoài giá trị nội dung mà sách chứa đựng, còn có giá trị mỹ thuật của bìa sách, hình ảnh minh họa, loại giấy in sách. Bên cạnh đó còn giá trị lịch sử khi cầm cuốn sách ố màu thời gian, có năm xuất bản lớn hơn tuổi mình. Ngày trước, người ta có thú chơi sách, mua một đầu sách nhưng nhiều lần xuất bản khác nhau để tìm hiểu về mỹ thuật và lịch sử. Nhưng ngày nay, văn hóa đọc không đơn thuần là đọc sách in. Các e-book, những trang web đọc sách trực tuyến giúp mọi người tiếp cận với nhiều loại sách. Có nhiều sách hiện nay không tái bản nữa. Chính mình đã tìm được nhiều tác phẩm văn thơ rất xưa, hồi nhỏ có đọc, tưởng không tìm lại được nữa. Nay chỉ cần chiếc điện thoại di động là đọc trọn vẹn. Đọc sách trên mạng chủ yếu là để biết nội dung, không tính đến mỹ thuật, lịch sử, nhưng khi cần tra cứu, trích dẫn thì rất tiện. Có những trang đọc sách bằng tiếng nói, tức sách nói. Ở thành phố có sách nói dành cho người khiếm thị. Trên mạng có nhiều web đọc các danh tác không sót chữ nào. Có thấy sách nước ngoài cũng đọc dạng này. Dù tiếp cận tác phẩm viết bằng chữ theo kiểu nào, thì điều quan trọng là thái độ của người đọc. Đọc vì yêu thích, để làm giàu kiến thức, để học làm người, thì đọc kiểu nào cũng đáng quý, đều là người có văn hóa đọc. Có lần nghe ý kiến rằng, cần gì thuộc lịch sử, kiến thức xã hội, khi cần tra Google là xong. Nếu tra trên mạng chỉ để đối phó rồi bỏ, thì không có lợi gì, chỉ tạo ra sự lệ thuộc. Khi đứt mạng, máy hư là thua, còn sử dụng mạng để tự học, tự nâng cao kiến thức, thì mạng là công cụ rất hữu hiệu. Nói chung, phương tiện chỉ là phương tiện, còn chúng có giá trị hay không là do người ứng dụng. Anh Trần Hữu Hiệp cũng góp vào bài Thú đọc sách mà anh ngẫm nghĩ và viết trước đó. Thú đọc sách. Cổ thi có câu,
thư trung hữu nữ nhan như ngọc. Tôi cho rằng chuyện người đẹp từ sách bước ra là do mấy ông cuồng sách nghĩ ra thôi. Tôi mê sách từ rất lâu, trước khi tôi mê người đẹp. Tôi làm quen với sách từ nhỏ, cơ duyên bắt đầu từ mấy quyển sách của các anh chị. Tôi thấy anh chị học, xem sách, tôi tò mò xem ké. Tôi thấy con chữ, tôi thấy hình ảnh, tôi ngửi được mùi giấy, tôi thấy nó quen thuộc lắm, quen như đã biết nhau trự kiếp nào. Nó gợi cho tôi một cảm giác liên quan đến một không gian nào đó xa xăm của quá khứ. Đến giờ này, tôi cũng cảm lại được, nhưng tôi không thể tả được. Thứ nhất, đầu tiên là tôi nhìn và đọc. Thứ hai, tôi hiểu sách nó muốn nói gì với tôi. Thứ ba, tôi nhớ, tôi tin và tôi làm theo sách. Thứ tư, từ những thực tế trải nghiệm, tôi có chút nghi ngờ sách. Thứ năm, tôi nhận ra cái giới hạn của sách. Tôi tìm nhiều sách của cùng một đề tài để tham chiếu. Thứ sáu, tôi cải lại sách. Thỉnh thoảng, tôi dành thời gian để viết lại cảm nhận vấn đề theo cách của riêng mình. Thứ bảy, cuối cùng tôi nhận ra cái giới hạn của bản thân mình. Không biết tôi có cuồng sách không? Tôi coi sách cũng như vạn vật khác. Có linh hồn riêng của nó, tôi coi nó là bạn bè. Tụi tôi lắng nghe nhau, nhưng mỗi đứa đều có thế giới riêng. Cái chung để đồng cảm, cái riêng để làm phong phú thêm cho cuộc đời. Tôi chơi với nó không phải để làm giàu, đơn giản tại vì nó làm tôi vui. Và tụi tôi tuy có bất đồng nhưng không bao giờ cãi nhau. Sách cũ, có những dòng sách cũ, mơ màng ngón tay người, khuất mình trong xó kệ. Đã mấy chục năm trôi, bao dâu biển đổi dời, thân xác giờ rã rời, hồn phách còn lưu giữ tinh anh của một thời. Tâm lòng son chung thủy, sao trước chẳng thay lời. Chuyện xưa mờ phủ bụi, mong người hữu duyên soi. Con người yêu sách cũ, lần lượt dở từng hồi. Ngộ ra điều tâm đắc, lâu nay người dối người. Rồi người nâng niu sách như báu vật trên đời. Tin điều tươi đẹp cũ, rồi đây sẽ phục hồi. Trân Châu cũng cuồng sách như anh Hiệp vậy. Hồi nhỏ, 7-8 tuổi, Trân Châu đã dọc tiểu thuyết Quỳnh Dao của mẹ mượn về đọc. Năm 1975, nghỉ hè đến 5 tháng, Châu qua nhà ngoại, lần đầu tiên đọc truyện Kiều, phải đọc Chu Thích Muôn Điên đầu mới hơi hiểu nội dung. Ngay sau đó, đọc một cuốn giản văn trước năm 1975 mới hiểu nội dung truyện Kiều và một số tác giả cổ điển khác, và từ đó bắt đầu thích văn học cổ. Trong cơ quan của mẹ, có ông bác làm nghề tay trái là cho thuê sách. Ông đem vào cơ quan cho bạn đồng nghiệp mượn. Ôi, đủ thứ danh tác Việt Nam và thế giới. Trân Châu được đọc ké, và đa số kiến thức văn học hồi nhỏ của mình là từ tủ sách của bác ấy. Từ nhỏ đến nay, mình đọc rất nhiều danh tác. Nay sách chất đầy nhà, thế mà mình lại thích đọc quyển Bản Du Ca Cuối Cùng của tác giả người Đức Erich Maria Remarque, nói về những người Do Thái bị trục xuất ra khỏi Đức vào khoảng những năm 1933 trước chiến tranh thế giới thứ hai. Đây không phải quyển sách gây cấn nhất nói về người Do Thái. Các quyển Nhật ký Anne Frank, Exodus sâu sắc hơn nhiều, nhưng mình lại có cảm tình với Bản Du Ca Cuối Cùng nhất. Mời các bạn nghe cảm nhận về quyển này nhé. Cảm nhận tiểu thuyết Bản Du Ca Cuối Cùng. Theo tiểu thuyết của Erich Maria Remarque. Bài viết Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Erich Maria Remarque là nhà văn phản chiến người Đức nửa đầu thế kỷ 20. Tác phẩm tiêu biểu của ông gồm Khải Hoàng Môn, Ba Người Bạn, Tình Yêu Bên Vực Thẳm, Một Thời Để Yêu, Một Thời Để Chết, Bản Du Ca Cuối Cùng, vân vân, là những bản trường ca đậm tính nhân văn và trữ tình sâu sắc. Tác phẩm của ông có nội dung chủ yếu là phản kháng chiến tranh, chống lại sự kỳ thị phân biệt chủng tộc và ca ngợi tình yêu con người.
bóng đêm, chạy trốn, đuổi bắt, bất tận, bao giờ cho đến ngày mai, bao giờ. Đó là nội dung chủ đạo của cuốn tiểu thuyết Bản du ca cuối cùng của nhà văn phản chiến người Đức Erich Maria Remarque. Tôi đã đọc quyển sách này năm 9 tuổi. Nhiều năm sau, sách được tái bản, tôi mua đọc lại. Mãi đến bây giờ, mỗi lần bi quan, chán nản, thất vọng, tôi lại đọc Bản du ca cuối cùng và thắp lại niềm tin vào ngày mai. Tôi tìm thấy gì trong quyển sách nói về những người Do Thái bị trục xuất khỏi Đức vào khoảng năm 1933, trước thềm cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Những người không có giấy tờ tùy thân, không tiền bạc, không được bất cứ đất nước nào thừa nhận, trốn chui nhủi, chạy trốn cả trong giấc mơ. Đó là những chân lý đơn giản mà đáng chát, rằng tên của mình nếu không ghi ở một nơi nào đó thì nó không tồn tại, rằng trong đớn đau người ta dần mất đi nhân tính, đến nỗi sẵn sàng ăn uống ngon lành bên cạnh đồng đội mới hy sinh, rằng tất cả niềm đau trong cuộc sống lưu đày chỉ là chuyện vặt, phải tranh thủ từng miếng ăn để tiếp tục tồn tại, rằng có khi nhà tù là nơi trú ẩn an toàn nhất đối với người mất quê hương, lang thang dọc các đường biên giới. Đó là những mảnh đời tha hương dưới tầng hầm quán trọ, trong gánh xiếc rong, trong trại giam, tuy khổ đau mà không tuyệt vọng, người ta vẫn làm việc, cố gắng học tiếp đại học, tìm những niềm vui nho nhỏ như anh chàng nọ, mong kiếm đủ tiền ăn gà quay mà lần nào mua được gà cũng bị bắt, hay về anh chàng bán hàng xén, lỗ vốn vẫn cố gắng mua vé xem phim mời bạn gái, dù đau khổ vẫn phải sống. Đó là tình người giản dị đến khó tin, giữa tay cờ gian bạc lận, sẵn sàng giúp đỡ hết mình những người tha hương bằng cách giải mánh khóe để họ kiếm chút tiền làm hộ chiếu giả. Về những người xa lạ, giúp đỡ người phụ nữ lưu đày sinh nở. Về người anh giang hồ nghĩa hiệp đi dọa một tên phát xít nằm vùng ở nước ngoài để lấy tiền giúp bạn. Về người dùng tính mạng của mình đổi lấy vé tàu đi định cư cho bạn đồng cảnh ngộ, dù đau khổ vẫn phải giúp nhau sống. Đó là tình yêu giữa Ken và Ruth. Hai bạn trẻ bám vào tình yêu coi như hy vọng sống duy nhất trong kiếp lang bạc. Họ chờ nhau, tìm nhau xuyên biên giới, xuyên ngục tù, thế mà vẫn trong sáng thuần khiết, không vướng chút dư vị nhục dục. Điều họ quan tâm là phải tìm lại được nhau dù cách xa vạn dặm, coi tình yêu vĩnh cửu là điều đương nhiên, dù đau khổ vẫn cần phải yêu. Đó là cách chết của Steiner, người đàn ông điềm tĩnh, yêu tự do và rất thủy chung. Anh đã vượt qua hàng rào phát xít, trại tập trung, đã có hộ chiếu giả, kiếm được tiền, nhưng sẵn sàng từ bỏ tất cả để trở về Đức thăm người vợ bệnh nặng đang hấp hối và chấp nhận nhảy lầu bệnh viện, chết cùng tên phát xít nham hiểm để bảo vệ tự do cuối cùng. Dù đau khổ, vẫn phải biết chết đúng nghĩa. Tôi đọc đi đọc lại bản du ca cuối cùng vì lời văn trong sáng là lời ca lạc quan tin tưởng vào cuộc sống. Đọc để thấy thật ra ta đang hạnh phúc hơn những người không quê hương, không mái nhà. Đọc để khoan dội than vãn khi đời còn ngang trái muôn chiều. Đọc để thấy luôn có ánh sáng trong màn đêm, dù là ánh sáng lung đốm thì vẫn phải đi tìm, chứ đừng bỏ cuộc. Trong bài của mình, anh Trần Hữu Hiệp có nhắc câu thư trung hữu nữ nhan như ngọc, trong sách có người đẹp như ngọc. Thì trong bộ Liêu Trai Chí Dị có một truyện minh họa câu nói này rất thơ mộng và ma mị, đó là truyện Mê Sách. Mê Sách, trích Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh. Lan Ngọc Trụ quê Bành Thành, ông bố làm quan đến chức thái thú, rất liêm khiết, được bổng lộc không tính chuyện làm giàu, chỉ tích sách đầy nhà,
Đến Ngọc Trụ lại càng mê sách, gia cảnh nghèo khó, phải bán hết đồ đạc, nhưng sổ sách cha để lại vẫn không suy xuyển một quyển. Khi còn sống, người cha đã viết cả thiên khuyến học, dán lên vách bên phải, căn nhà ở. Nhà giàu chẳng cần bán ruộng tốt, trong sách tự có nghìn chung thóc. Ăn ở chẳng cần nhà cao to, trong sách tử có lầu kim ốc. Lấy vợ chưa e mai mối soàn, trong sách có nàng mặt như ngọc. Hằng ngày Lan thường ngâm đọc, lại còn viết bài ấy vào bức lụa trắng, chỉ sợ mờ rách mất. Anh ta cũng không mơ tưởng đường công danh, vì đinh nên rằng trong sách thế nào cũng có vàng có thóc. Suốt ngày suốt đêm anh ta chỉ mãi mê đọc sách, bất kể lúc nóng nung người, khi rét cắt da, tuổi ngoài đôi mươi, anh ta chả thiết gì tìm vợ, hy vọng người đẹp trong sách sẽ tự đến. Bạn bè thân thích đến chơi, anh ta cũng chẳng thiết chuyện trò, chỉ qua quýt hỏi đáp vài câu, rồi lại lớn tiếng ngâm đọc. Khách ngồi chán rồi đi, mỗi lần sát hạch, anh ta đều được lấy đứng đầu, nhưng khổ nổi, thi hoài không đổ. Một hôm, Lan đang ngồi đọc sách, chợt có cơn gió lớn thổi bay sách, anh ta vội đuổi theo, chợt chân bị sụt xuống đất. Hóa ra chỗ đó có hố thóc mục đã tơi như đất mùn do người xưa cất giấu. Tuy không ăn được thứ ấy, nhưng anh ta càng tin mấy chữ nghìn chung thóc là không sai, cho nên lại càng chăm đọc sách. Hôm khác bắt thang trèo lên giá sách cao, trong đám sách vở linh tinh vớ được cái xe vàng độ 2 gang. Anh ta mừng quá, cho rằng nghiệm với chữ kim ốc, tức nhà vàng, đưa xe cho người ta xem, thì hóa ra là vàng mã, không phải vàng thật. Anh ta có ý quán cổ nhân lừa dối mình. Không bao lâu, có người khuyên Lan cúng cái xe ấy vào việc xây dựng tháp Phật. Người bạn đồng khoa với cha Lan, đang làm quan ở đất ấy, vốn là người mộ đạo Phật, liền tặng 2 con ngựa, 300 đồng vàng. Lan mừng quá, cho là ứng nghiệm với chữ xe ngựa nhà vàng, cho nên lại càng khổ công dùi mài kinh sử. Tuổi đã 30, người ta khuyên lấy vợ đi. Lan chỉ trả lời, đã có câu trong sách có nàng mặt như ngọc, ta lo gì không có vợ đẹp. Rồi lại miệt mài đọc sách, 2-3 năm nữa vẫn không thấy kiến hiệu gì, người ta chế giễu quá. Lúc ấy trong dân gian có thành ngữ, chức nữ trên trời đã trốn rồi. Người ta dựa vào đó mà đùa Lan rằng, cháu trời đi mất làm gì anh đấy. Lan cho là chuyện đùa, bỏ ngoài tai. Một tối đọc sách Hán thư đến quyển thứ 8, bỗng thấy hình một mỹ nhân cắt bằng lụa mỏng ép giữa 2 trang giấy. Lan kinh ngạc tự nhủ, câu trong sách có nàng mặt như ngọc ứng ở đây chăng? Nhìn kỹ mỹ nhân thì đầu mày cuối mặt y như người sống, sau lưng mờ mờ có chữ chức nữ. Anh ta lại càng lấy làm lạ lắm. Từ đó Lan thường đặt hình nhân lên trên sách, trở đi lật lại, ngắm nghía đến quên ăn quên ngủ. Một hôm, Lan đang bần thần ngắm nghía thì mỹ nhân bỗng nhổm dậy, ngồi trong sách mà hé môi cười mỉm. Lan hãi quá phục lại trước bàn, mỹ nhân đứng dậy đã cao tới 2 gang. Lan càng sợ cứ lại như tới sau, mỹ nhân thông dong bước xuống đất, đứng thẳng lên nghiễm nhiên trở thành một tràng dài nhân tuyệt thế. Lan vừa giái vừa đánh bạo hỏi, bẩm người là vị thần gì? Mỹ nhân cười đáp, thiếp họ Nhan tên Như Ngọc mà chàng đã biết từ lâu. Hằng ngày được chàng rủ mắt xanh tới, thiếp mà không đến sự nghìn năm sau sẽ không còn ai tin ở cổ nhân. Lan mừng quá, để ở cùng phòng chung chăn chung gối bội phần thân ái. Song khổ nỗi chàng ta ngu ngớ quá, không biết cách thể hiện bản lĩnh của trang nam tử như thế nào. Từ đó mỗi khi đọc sách, thế nào anh ta cũng kéo cô gái ngồi kề. Cô gái bảo thôi đừng học cách như thế nữa, nhưng anh ta nhất định không nghe. Cô rành rọt khuyên bảo, chàng sở dĩ không thành đạt được chính vì đọc sách nhiều quá mê muội đi đây. Thử xem những ông nghè, ông cống, hỏi có mấy người đọc được như chàng. Can chàng chẳng nghe, em bỏ đi đây. Lan nể lời nghe theo, nhưng chốc lát quên mất, lại cất tiếng sang sảng ngâm đọc. Lúc sau nhớ ra quái tìm cô gái thì cô đã biến đâu mất. Thần hồn hoảng hốt, chàng ta vội vã quỳ xuống cầu khấn, song nàng vẫn biệt tâm.
sực nhớ ra nơi ẩn cũ của người đẹp. Chàng ta vội mở lại sách Hán thư, kiếm kỹ đến chỗ cũ thì thấy hình mỹ nhân, gọi mãi vẫn không động tĩnh. Chàng phải phục xuống khóc lóc gian xin, cô gái mới hiện ra và dọa ngài, còn không nghe nhất định sẽ dính bịa. Rồi nàng lấy bộ quân cờ, cổ bài để hàng ngày cùng chơi, nhưng Lan chẳng để ý gì lắm. Hễ nàng vắng là dở trộm sách, vẫn sợ nàng biết nên anh ta ngầm cất quyển 8 sách Hán thư vào một chỗ khác, không để nàng không còn tìm thấy chốn ẩn cũ. Hôm khác đang sai đọc thì nàng tới, chợt thấy bóng Lan vội gấp sách, xong nàng đã biến đâu mất. Lan cả sợ, tra soát khắp các sách không thấy đâu cả. Đến giữa quyển 8 sách Hán thư lại thấy Nhan Như Ngọc, không sai số tờ. Chàng phải gian lại thề thốt không đọc nữa. Lúc ấy cô gái mới ra, bắt phải cùng đánh cờ. Nàng hẹn trước, nếu 3 ngày đánh không được sẽ lại đi. Đến ngày thứ 3, Lan thắng 2 ván. Cô gái tỏ lời khen, sao đàn bắt tập, hẹn 5 ngày phải chơi được một khúc. Lan chăm chú, tập trung, mắt nhìn tai gái, lâu sau đã quen với tiết tấu giai điệu. Rồi cô gái rủ cùng uống rượu đánh bài, Lan vui thích mà bớt dần việc đọc sách lu bù. Cô gái lại thúc giục Lan ra ngoài gặp gỡ bạn bè, giao du ngày càng rộng rãi. Lúc ấy nàng mới bảo, chàng có thể đi thi được rồi đấy. Một đêm, Lan tỉ tê hỏi nàng, phàm người ta nam nữ ở với nhau sẽ sinh con đẻ cái, nay tôi với mình chung đụng đã lâu mà sao không thấy gì cả. Cô gái nhẽn cười, chàng cứ mê mãi vùi đầu vào sách hoài. Em đã bảo khéo kẻo mà vô tích sự, bởi vậy cho đến nay chàng vẫn chưa hiểu nổi chương chồng vợ và hai chữ gối chăn cũng phải dày công đây. Lan ngẩn mặt hỏi, công phu gì cơ? Cô gái cười ngặt nghẽo không nói. Lát sau vắng vẻ mới tỉ tê bài vẽ cho Lan những ngón bí mật chốn phòng the. Lan thực hành ngay, khoái lắm, bảo nàng, tôi không nghĩ rằng cái lạc thú chồng vợ lại không thể truyền bá cho nhau được. Thế rồi gặp ai anh ta cũng thông thốc kể lại mọi sự thú lý tình với người đẹp, không giấu giếm điều chi. Cô gái biết trách Lan, Lan đáp, kẻ khoét ngạch trèo tường mới không dám ngỏ với ai, còn cái lạc thú trong đạo Thiên Luân ai cũng vậy cả, việc gì phải giấu giếm kiên kỵ. 9 tháng sau, nàng đẻ con trai, thuê một người vú trông nom đứa trẻ. Một hôm, nàng bảo chồng, em ở với chàng 2 năm đã nghiệp dĩ sinh con, nay có thể chia tay, ở lâu sợ gây tai họa cho chàng hối không kịp. Lan nghe nói cứ khóc ròng, phục xuống mà nói, em không nghĩ đến đứa hài nhi còn qua qua đó chăng? Cô gái cũng buồn rầu, lâu sau mới ra điều kiện, nếu chàng muốn em ở lại, phải phá tán hết sách trên giá đi. Lan từ chối, đó là cố hương của em, là tính mệnh của tôi, sao em lại nói thế? Cô gái không ép nữa, chỉ thở dài bảo, em cũng biết là có số mệnh cả, song không thể không dự báo cho chàng. Trước đây, thân thích trong họ Lan dòm thấy cô gái đã khả nghi lắm, lại chưa nghe thấy mối lái cưới xin, cho nên họ kéo đến chất vấn. Lan không thể đặt điều nói dối, song cũng úp mở không để lộ chuyện, cho nên họ lại càng ngờ. Lời đồn đại loan truyền đến tai quan huyện họ Sử, xuất thân tiến sĩ người đất Mân, nghe chuyện lạ về Lan, quan huyện trẻ tuổi đã động lòng thèm khát, muốn được tận mắt nhìn ngắm dung nhan người đẹp, liền ra lệnh bắt giải cả Lan và mỹ nhân lên huyện. Cô gái biết bỏ trốn biệt tích, quan huyện càng nổi giận sai lột hết quần áo Lan rồi cùm lại, hòng cô gái thương người tình mà tự dẫn chân đến. Xong Lan bị đày đọa gần chết, vẫn không chịu nói một lời. Tra khảo đến con hầu, nó mới cung ra đôi điều loáng thoáng. Quan huyện phán quyết đúng là yêu quái trá hình, cho nên tự thân đến nhà Lan khám xét. Quan thấy sách chất đầy nhà, nhiều không kiểm xuể, liền ra lệnh đốt sách, khói kết lại không tan, âm u mù mịt. Sau Lan được thả vì chàng xin được thư can thiệp của người học trò cũ của cha đang có quyền thế, cho nên chàng được miễn tội, khôi phục các quyền lợi. Năm ấy chàng đi thi đỗ cử nhân, năm sau đỗ luôn tiến sĩ. Trong lòng chứa chất mối hận thù khắc cốt ghi xương, chàng thiết lập bài vị Nhan Như Ngọc, sớm chiều cấn giái.
nàng có khôn thiên xin phù trợ cho ta làm quan ở đất Mân. Sao quả nhiên Lan được cử đi thanh tra đất Mân. Ở 3 tháng chàng tra hỏi các tội ác của Sử, tịch biên nhà cửa, rồi lại được cử làm tư lý. Lan bức Sử phải nộp người thiếp yêu, thác cớ mua thị tỳ hầu hạ trong dinh. Vụ án kết thúc, Lan lập tức đưa cả người thiếp đi theo. Chuyện đời, chuyện nghề. Trong một chuyện đời chuyện nghề lần này, có cuộc trao đổi giữa Trân Châu và bạn Nguyễn Thị Bảo Ngọc. Bảo Ngọc học thêm tiếng Hoa, nhân đó tìm sách Hoa ngữ trên các trang bán sách Trung Quốc. Bạn thích quyển nào thì mua về và mua thêm để bán cho Facebook và bán cho các bạn trong lớp. Tưởng là chơi tài tử thôi, nhưng bạn bán khá đắt hàng và có một cộng đồng đọc sách tiếng Hoa riêng. Bạn cũng thích nghe sách nói tiếng Hoa để luyện nghe, và đây cũng là một thú vui bổ ích. Hồi đó giờ đó, Ngọc thường bán sách tiếng Hoa về đề tài gì em? Em bán sách tiếng Hoa thì đa số là giống như là truyện thơ. Với lại mấy cuốn dành cho học sinh á chị. Giống như tiểu học, trung học hai loại á. Nhưng mà đa số em bán sách dành cho tiểu học, giống như mình mới tập dành cho sơ cấp thôi. Như vậy là em thường bán sách đó cho ai? Khách hàng của em thường là ai? Khách hàng của em hả? Thì bạn ngoài trong lớp. Là trong lớp em học tiếng Hoa đó hả? Dạ. Với lại ví dụ là em mua được cuốn sách hay, cái em đăng trên mạng. Người nào đó có nhu cầu với người ta tự liên lạc với em. Như vậy là có đắt không em? Thì cũng không mắc lắm. Không phải, chị ý nói là có đắt hàng không á, nghĩa là nhiều người mua của em không? Không đắt đâu. Giống như mình chơi tài tử vậy thôi. Rồi. Như vậy thì là thường khách hàng của em là người ta có nhu cầu gì? Thì người ta có nhu cầu để học hoặc là để tham khảo. Thì cũng như em là em nghĩ chắc mục tiêu cũng như em thôi. Thí dụ sở thích người mua những cái thứ mình thích á. Để sưu tầm. Em cũng mua mấy cuốn để sưu tầm. Thí dụ như bán sách về bậc tiểu học á, là sách gì trong đó em? Dạ giống như là ngữ pháp nè, hoặc là cầm lầm văn á. Rồi đọc lại lại đánh vần binh viên. Hoặc là cách phối câu, đặt câu vậy á. Chung nó nhiều thể loại. Là nói chung là nó phục vụ cho cái chương trình mà học trong lớp tiếng Hoa giống như chương trình tiểu học của em. Hoặc là thơ văn của mấy bạn nhỏ nhỏ hay học á. Nhưng mà họ giống như mình dạy là cũng vừa có văn cổ mà vừa có văn hiện đại luôn. Tức là mình hiểu thơ, mình cũng hiểu được văn hiện đại. Nói chung kết hợp hai thứ. Nhưng mà cái thường như văn thơ đó đó là của người lớn viết cho trẻ em hay là trẻ em viết cho trẻ em? Nó có cả hai, nếu là sách giáo khoa thì đa số là người lớn viết cho trẻ em. Còn thí dụ là sách tham khảo thì có cả hai luôn. Như vậy đó, hồi đó giờ gọi là em trúng mối bán sách Hoa ngữ nhất là lần nào em? Gọi là trúng đối, bán được khá tiền đó. Khá nhất là bán từ điển. Từ điển. Từ điển tiếng Trung dịch ra các loại, ví dụ như tiếng Trung, tiếng Phạn, tiếng Trung, tiếng Hàn. Đại khái. Rồi đó, em dùng số tiền mà đã bán được sách mà trúng đối mấy lần như vậy để em làm gì? Thì hồi xưa đó, lúc mà em còn đi học á, thì chúng mới thì em mua sách đem học đấy, là đóng tiền học phí. Còn bây giờ hết đi học rồi thì mua sách để mình để dành. Hoặc là những cái mình thích á, ví dụ là mấy con ba trăm bài thơ đường á chị. Nó có bản rồi, giống như bản để mình sưu tầm á.
À. Tức là một bản để sưu tầm, một bản để đọc. À, cái bản sưu tầm á, như em nói á, thì nó in kiểu làm sao? Dạ, nó in cái bìa rất là cứng, hoặc là nó ép kim á chị. Nó ép kim cái bìa rồi, không phải nó ngắn, nó không. Nếu mà sạch để đặt thì nó như là bìa giấy thôi. À, nghĩa là sách để sưu tập thì cái bìa nó đẹp hơn nhiều phải không? Dạ đúng rồi, với cái chất liệu giấy của nó tốt hơn bên kia. Nó không À. có sờ, mình rất là loáng. Khởi vì mình đọc thì nó bị sờ hơn chút. À. Bản thân em á thì em thích đọc sách Hoa ngữ cái loại nào em? Em thích đọc thơ cổ với mấy cái chuyện huyền quý á. À. Ví dụ Sơn Hải Kinh hay gì á, mình đọc đi cái thượng cổ gì đại khái là truyền thuyết thần thoại vậy. À, chuyện thần thoại của Trung Quốc. Cuốn nào em thích nhất? Em thích Sơn Hải Kinh, với lại ví dụ Sơn Hải Kinh là em thích nè, với lại mấy cái thần thoại nhân gian á. À, Sơn Hải Kinh thì cái nội dung nó ra sao em? Nội dung kể là mấy con thần thú đường cổ, giống như bàn cổ đường hoa rồi gì. À, nói chung là cũng thần thoại kiểu thời thượng cổ của Trung Hoa phải Dạ không? đúng rồi, giống như Khai Thiên Lập Địa vậy đó. À, thì hồi nãy đó em có nói với chị là cái cách in ấn của bên Trung Quốc đó, là nó hai loại, mọi sách đọc bình thường với loại sách đọc để mình coi như để chơi sách để sưu tập đó, thì em Đúng nói rồi. chung là cái cách in sách của bên đó em thấy nó còn cái gì đặc biệt nữa? Em ở Việt Nam thì em thấy đọc đa số là ví dụ như mình in một bài thơ nào đó đi ha, thì dưới mình ở hiện nay bây giờ thì em mới thấy nó in màu thôi, với lại đôi khi chú giải của nó hơi ít đó chị. Còn ví dụ như em đọc sao em phải đọc là mấy bài thơ đường hoặc là tống từ cái gì đó, thì em thấy trong cuốn sách của em á, là sách Trung Quốc nha, em không nói sách tiếng Việt mà em cũng không biết, rồi nó có chú giải, nó có bài thơ, nó có ghi sẵn cái nhịp điệu cho mình đọc luôn, À, luôn ví cái dụ nhịp nhịp điệu luôn hai hả? hai cái khẩu xẹt lên một cái nhịp nào, ví dụ cái bài thơ đó mình phải đọc cái nhịp đó, hoặc là bài thơ khác mình đọc nhịp khác, chứ không phải là giống nhau đó. Thì họ có chú giải thường từ, họ có nhịp đọc, họ có cái văn của diễn giải cái bài thơ đó thành văn xuôi, thì ở Việt Nam mình thì chưa có. À, đúng rồi. Đúng là thấy ở Việt Nam mình, dầu là thơ văn cổ của các nhà thơ Việt Nam mình thì cũng chưa thấy cái kiểu chú giải giống vậy. Mấy người họ viết cái bài thơ nó thành văn xuôi luôn, mà em thấy ở Việt Nam mình chưa có cái đó. Giống như là dịch nghĩa cái bài thơ đó ra, Dạ đúng rồi, dịch nghĩa để bài thơ đó hiểu. là mấy cách. Thì đó, nãy giờ em nói về cái cách in sách bên Trung Quốc, đặc biệt là nó có dạch nhịp để chỉ cho mình cái cách đọc, còn gì nữa không em? Dạ, thì cách đọc nhớ mình dinh, hoặc là mấy cuốn sách về nếu mà cho người lớn đọc thì không có mình dinh, còn ví dụ cho học sinh đọc thì họ sẽ có mình dinh ở bên dưới cái câu thơ đó, để cho học sinh dễ đọc hơn, còn người lớn thì không cần. Ví dụ sách của sách nhâm để mình sưu tầm thì họ đâu có ghi. Sách sưu tầm thì họ không có chú giải những cái chuyện đó, còn sách Đúng rồi. để đọc á, thì sách của trẻ em thì có cái thêm cái chữ biên dinh để Dạ trẻ đúng rồi, em có thể để đọc mình được. học cho dễ mà. Nếu mà chia ra nó có hai loại đó cũng hay. Em thấy là dành cho người học và người đã học. À, là người đã học rồi thì Dạ nó đúng không rồi, còn có. người đang học. Cũng hay quá ha, do chắc là do cái đặc tính của tiếng Hoa, tại vì chữ viết thì giống nhau mà cái cách đọc thì có thể người ở tỉnh khác thì không đọc được tiếng Quan Thoại, cho nên họ phải làm vậy phải không? Dạ đúng rồi, nhìn họ vừa có nhìn mà họ vừa có ngạc nghiệp nữa. Ví dụ như cuốn sách của em là dành cho 300 bài thơ cho học sinh tiểu học phải học quá trời, thì họ vừa có nhìn mà họ vừa có ngạc nghiệp nữa. Có thêm cái đó để cho người ta đọc cho Dạ nó đúng đúng rồi, nhịp. còn cuốn sách bình thường thì không có. Còn tất cả em nói ví dụ biết thành văn xuôi hoặc là giải nghĩa từ nguồn gốc thì nó đều có, với lại nó đều có tranh minh họa. Tất cả các sách đều có tranh minh họa hết hả? Dạ đúng rồi, bài nào mỗi bài là có một bức tranh minh họa riêng với chị. Cũng thấy rất là vui ha. Còn của mình có khi có khi không. Dạ đúng rồi, con này tất cả đều có. Nãy giờ chị nói mình nói về sách in ấn không ha, nhưng mà chị biết là em cũng thích nghe sách nói,
Và đặc biệt là sách của Hoa ngữ đó, thì có khi chị thấy em mà nghe cái sách nói tiếng Việt mà nó dịch ra không kịp thì em nhảy qua bên sách Hoa ngữ luôn, nghe nguyên tác luôn. Vậy thì em thường thích nghe cái loại sách nào? Em thích nghe tiểu thuyết với chuyện À. nguồn gốc của mê cái này là hồi xưa mê phim, À, hồi xưa là mình đã mê rồi, cho nên đúng là bây giờ rồi, hồi xưa cũng mê phim mà bây giờ phim dở quá, cái giờ mà chuyển qua nghe sách. không còn như xưa nữa nên là em chuyển qua em đọc à, em nghe sách. À thì là vì sao mà em thích nghe tiểu thuyết bên Hoa ngữ? Thì họ mới có nhiều cái sáng tạo, với lại thì hồi xưa mà em cũng thích văn hóa của Trung Quốc nên em nghe vậy thôi. À cũng rất là hay khi mà em có thể nghe được nguyên tác tiếng Hoa. Vậy thì khi mà nghe nguyên tác tiếng Hoa như em đã học hết cái bậc tiểu học, khi mà học thêm tiếng Hoa rồi đó, thì em thấy nghe tiếng Hoa có dễ không? Dạ nghe thì dễ, tại họ đặt theo kiểu giọng Bắc Kinh đọc á, thì giống như là trên truyền hình mình đọc là họ tuyển phát thanh viên á chị, TV á, thì họ đọc rất là rõ. Ví dụ em không hiểu thì đôi khi cái câu đó em không hiểu, em sai ý thì em sẽ lên mạng em tìm lại cái bản bản văn của nó đó, thì mình nghe lại mình sẽ hiểu hơn. Nhưng mà cái cách mình luyện nghe thôi mà, hiểu sai cũng đâu sao, nghe lại mình đọc lại cũng thành đúng thôi. Bây giờ em có cái hướng nào về cái vấn đề mà bán sách tiếng Hoa nữa không? Hiện tại thì chưa có định hướng lại, nó quá nhiều thể loại á chị, em chưa định hướng được cái thể loại nào để chuyên vô á thì cũng khó, thì em cũng vẫn bán những cái em thích sưu tầm thôi, còn mấy cái mở rộng thì em chưa có ý tính. Cái này là em thì hồi xưa em bán á thì em quen được mấy cái nhà sách của Trung Quốc á, thì nhà sách lớn á, ví dụ như hồi xưa em mua từ điển rồi em có liên hệ với cái nhà sách của Đại học Bắc Kinh, thì cái nhà sách đó nó chuyên bán sách cho Đại học Bắc Kinh, thì nó có rất nhiều cái, đôi khi những cuốn từ điển nó khó tìm nhưng mà chỉ có chỗ nó bán thôi, họ nó chuyên bán cho đại học nên là đôi khi em dễ tìm sách hơn những người khác. Là rất là hay ha. Đó là cái trong cái quá trình mình bán á, thành ra mình có những cái mối quan hệ rất là hay. Chủ đề văn hóa đọc đến đây tạm ngừng, nhưng vẫn không ngừng. Mong các bạn tiếp tục đọc, nghe sách và gửi về cho Radio Xuân Xanh nhiều bài cảm nhận về những tác phẩm mình đã đọc. Chủ đề tuần tới, 19 tháng 7 năm 2020, dự kiến sẽ là Internet và tôi. Một chủ đề thân thuộc như thế, mong các bạn tích cực cướp bài nhé. Thân mến chào các bạn.